vẫn chưa thể lên các bạn nhé, bàn phím này, tối đen này, mà đèn nó vẫn cứ sáng. À lên, úi giời, lên, úi lại ngắt rồi các bạn. Xin chào các bạn nha, đây là cái kiện hàng mà mình mới nhận được đấy các bạn. Cái kiện hàng này của chúng ta là khá đặc biệt luôn các bạn. Nó là PC nhưng nó không phải một chiếc đâu, nó là rất nhiều chiếc. Và cái thùng này của chúng ta có trị giá là 5 triệu các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem là cái thùng 5 triệu này của chúng ta bao gồm những gì mà nó trị giá 5 củ. Đây các bạn nha, để mình hạ thấp cam cho chúng ta xem. Nhiều quá các bạn. Này quay hơi khó. Đấy, ok các bạn này. Đấy, đây là 4 con PC trong cái thùng hàng của chúng ta. Đấy, các bạn nhìn sơ qua thì nó đều là đeo cả ấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mà ba con này là cái form mới. Đấy, có cái vỏ ngoài tên là Altiflex 3060. Còn cái con này nó cũ hơn rồi các bạn này. Đấy, cái form cũ này là 203220. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem mà cái kèm cái con cũ trước đi, xem mà cấu hình nó như nào các bạn nhé. Đấy, xong là chúng ta sẽ test thử lên xem mà nó chạy được không. Đây, đây là nội thất bên trong của chúng ta này các bạn. Đấy, có ổ CD, cái này giờ bỏ hẳn rồi, chỉ có thời ngày xưa thì còn thôi. Đấy. Đây. Đấy. Tháo mấy con máy đeo đồng bộ này là chỉ tháo module thôi các bạn này. Đấy, module này không có ổ, không có ổ cứng các bạn nhé. À, chỉ có mỗi cái khay trên thôi. Này chúng ta sẽ có hai thanh ram các bạn ạ. Ram này là 4GB một thanh các bạn, hai thanh này khác hẳn nhau luôn. Hai thanh này là cũng là 4GB, tức là 8GB ram các bạn nhá. Con này thì chắc là cũ rồi, bởi vì ram này của chúng ta là ram DDR3 này. Đấy, DDR3 chắc là đời 3 hoặc là đời 4 là cùng. Đấy, đấy là con đầu tiên các bạn nhé. Con xem qua thế thôi chứ còn vì bên trong main thì mình cũng không tháo được hẳn ra như này đâu. Tháo chip trước thì mất thời gian, chúng ta cắm thử xem nó có lên hay không là biết ngay mà. Này là Core i3 đời thứ 8, Gen 8 các bạn nhé. Ở ngoài mác thì là ghi ra như vậy. Đấy, hình thức cũng còn rất đẹp. Đấy, hình thức còn đẹp hết. Cổng sau cái lối này có DisplayPort này, HDMI này, Vega này, LAN liếc đầy đủ. Đấy, có cả Win bản quyền này. Đấy, chả, nói chung là về cây đồng bộ con này thì trông còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ mở nó xem nội thất là như nào, xem đúng i5 i3 đầu 8 thì quá đẹp. Nội thất bên trong đây, chúng ta xem có gì, là không có cái gì ở chỗ này luôn các bạn nhé. Ổ cứng góc này là chống trơn này, không ổ này. Đấy, tháo cái này. À đây, nhấc này lên. Đấy, đây là khay ổ của chúng ta, không ổ cứng, cũng không có SD luôn. Cái khay dưới này nó bé, chắc là để SD này. Đấy, nhưng mà không có ổ các bạn nhá. Ram này có một que thôi. Ram này là ram DDR4 rồi các bạn này. Đấy, nhưng mà 4GB. Ram này là ram của Hilux. Đấy, 4GB. Như vậy là khả năng rất cao là con này đời 8 thật các bạn ạ. Đấy, main nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Quạt tản nhiệt con này nó cũng khác các bạn nhé. Nó là cái trục, trục vào đây này. Tháo ra cái gì? À đây,
cái này nó là quạt như này các bạn này. Rất hay nhá. Quạt kiểu lồng sóc nằm trên cái cục này. Đấy. Và cái cục tản nhiệt của chúng ta làm một miếng sắt làm chết ở dưới luôn. Cái này thì phải tháo ốc mà đây thì mới nhấc được cái cục này ra. Nhưng quạt là tháo rời được các bạn nhé. Quạt thì chỉ cần đặt vào. Đấy. Ngon. Vấn trọng là bây giờ nó có chạy không ấy. Cái này trong cái lô hàng này còn một cái hộp ổ riêng mình vừa nhìn thấy ở kia kìa. Đấy. Là có mấy cái ổ cứng gửi ngoài nữa các bạn ạ. Trong đấy thì có 2 SD và 2 ổ cứng thường. Đấy, là tổng 5 triệu là 4 cái cây này với 4 cái ổ cứng. Đấy. 5 triệu. Ok các bạn nhé, mình đã cắm cái con cổ lũ sĩ nhất trước rồi, đời 3 trước rồi, đời 3 hay đời 4. Đây chi chữ Y5 này, chẳng biết là đời 3 đời 4. Này giống đời 4, tem của đời 4 các bạn. Bây giờ sẽ bật thử xem nó có chạy được không nha. 2, 3. Có lóe đèn đấy. À lên, lên, bàn phím sáng luôn nè. Con đời cổ phát cắm mắt ăn ngay các bạn. Lên. Ơi, ngon ngon. Chúng ta xem cấu hình như nào này. Con đời cổ cắm cái ăn ngay các bạn. Cấu hình đây. Y5 đầu 4 kìa. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Y5 4590 nè. Đấy. Ram đâu. Ổ cứng thì không có rồi. Ổ cứng ở ngoài này. Ram đây các bạn này. Đấy, 2 thành 4. Ok. Như vậy là đã lên các bạn nha. Lên là lên thôi, còn có lỗi hay không thì chưa biết. Nhưng mà thường thì mấy cái đồng bộ này mà lên thì ít khi lỗi lắm. Bọn đeo này cắm vào bao giờ nó cũng sáng đèn luôn này các bạn này. Đấy. Nó mà cứ trắng tinh như này là còn có tí cơ hội đấy. Chứ nó mà vàng khè là vứt đi. Mà nó trắng mãi các bạn. Chưa thấy gì. Ây chà. Con đầu tiên thì cứ trắng mãi. À tắt rồi các bạn, bật lại nha. Ấy, nó tự chạy lại à? Mình còn chưa kịp bấm luôn. Ai dài. Còn chưa thấy lên các bạn nhé, bàn phím này, tối đen này. Mà đèn nó vẫn cứ sáng. À lên. Úi là, lên. Úi lại ngắt rồi. Ngắt rồi các bạn. Lại chạy lại này. Lên. Bàn phím lên này nhưng mà không có hình, không xuất hình các bạn. Này. Em vừa vẽ các loại lại ngắt không? Chập chờn ấy nhỉ? Bàn phím à? À cây thì không. Màn hình thì không thể lên. Cây đèn sáng này. Đấy. Bàn phím này. Sáng này. Bàn phím sáng. Lần này sáng hẳn rồi. Không chập chờn nữa rồi. Nhưng mà màn hình không lên nhá. Mình đang cắm là cắm HDMI này. Con này nó có Vega, HDMI và DisplayPort. Đấy. Nhưng mà lại không xuất hình. Ai chà. Cắm DisplayPort ở bên kia xem nào. Không xuất hình các bạn, mình vừa cắm sang DisplayPort rồi. Để xem tình hình nó có xuất hình không. Hình như có lên, cắm DisplayPort lên các bạn. Đấy. Cắm DisplayPort lên các bạn. Cấu hình đây. Ô 81 này các bạn này. Ý trời. RAM 4GB nè. Đấy. 738 81. Ok. Lại lên để em nữa. Hai em. Tiếp cho các bạn nha. Mỗi tội là cắm HDMI không thấy lên nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắm một cứng vào để nguyên như này nhé. Không lắp thêm cạc màn hình rời. Mà chỉ chạy trên con i3-81 này. Mình sẽ lắp ổ cứng vào. Chúng ta sẽ test thử xem là cạc on của con 81 này giờ chơi được game gì các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok các bạn nhé. Mình đã cắm ổ cứng của mình vào này. Có thể nó tiết kiệm cáp Santa, lỗi là không thể cắm được thêm nhiều hai ổ Santa. Các bạn cắm được đúng một cái. Đấy, nó cho thêm một cái cáp để cắm cái ổ CD thôi. Chứ còn ổ cứng nữa là không thấy. Đấy, phải mua cái chắc là phải chia các bạn. Chúng ta sẽ xem cấu hình trước khi đến với
vài test nha. Đó, i3811 này, 4 nhân 4 luồng, main của Dell này. PCI Express của 2.0 nha các bạn nhé, không phải 3.0 này. RAM 4GB thôi. Graphic Intel. Đó. Với cái graphic này thì không biết là chúng ta sẽ test game gì, nhưng mà thôi chắc chỉ test LOL cho anh em xem thôi. Để biết rằng cạc on của AMD với Intel nó khác nhau như thế nào nhé. Chúng ta đang đến với LOL các bạn nha. Trên con PC thanh lý 8001 với úi rồi, không rồi, cái đơ rồi. Với cả màn hình on và chúng ta đang có mức FPS ở mức gọi là chấp nhận để chơi chống vã được các bạn ạ. Chơi chống vã rồi các bạn nha. Đấy, tòa hát đọc hẳn 28 FPS luôn, rất là cao. Đến lúc combat thì chắc đã tụt xuống còn mười mấy. Hình tương đối là chậm, cực cực. Bây giờ đấy là vì mình đang để độ phân giải đang là Full HD các bạn ạ. Chúng ta sẽ để thấp hơn xem nào, 68 này xem nó có khá khẩm hơn không. Đấy, không khá khẩm hơn là mấy các bạn ạ. FPS vẫn loanh quanh rất thấp, loanh quanh tầm 20 mà còn giật hơn. Vừa lấy để Full HD có khi chạy còn ngon. Đấy, tôi lại để lại Full HD nhá. Nói chung em này thì được con siêu thì xung thì cũng khá là ổn. 81 thì 4x4 luồng thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà không có VGA thì gặp điều rất khó để anh em có thể chơi được game anh em ạ. Lâu rồi yếu thế còn chơi như này. Này chắc là chỉ chơi được đột kích với cả Grata VinCity được các bạn nha. Đấy, rất may là nó chạy ổn. Những con nào chạy được như này là CPU nó không sao cả, và đeo đồng bộ như này thường là chạy được rồi, thường không sao hết. Đấy, 5 củ cho 4 cây với 2 cái ổ cứng. Anh em nào mà thích thì comment bên dưới nhé các bạn nhé, hoặc là inbox cho mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.